Hôm nay mình sẽ làm một video cho bạn cái điểm check-in khi bạn đến thành phố Hà Giang. Đây, cái điểm đầu tiên của bạn khi bạn đặt chân đến thành phố Hà Giang đó là cột mốc số 0, km số 0 vậy. Đây, ở đây rất nhiều du khách chụp ảnh check-in rồi. Bên kia sẽ là tòa nhà Ban Nhân dân tỉnh. Bên này sẽ là quảng trường. Đây, quảng trường. Chơi. Khi các bạn ghé thăm đến thành phố Hà Giang mà muốn lên cái bến vùng cao của Nguyên Đá thì bạn sẽ rẽ qua đây để chụp ảnh. Tí nữa mình sẽ lên trên này trong một điểm check in nữa trên này, một cái view toàn thành phố Hà Giang luôn. Đó là trên núi Cấm, view toàn thành phố Hà Giang ở trên tít trên đỉnh này. Tí nữa mình sẽ đi lên cho bạn. Quay cho các bạn xem luôn. Đây, bên trong cái vườn này sẽ là những cái con 12 con giáp, đủ hết 12 con giáp đấy. Đây con rắn, đây con dê, đây con khỉ, đây con hổ ấy, con gà kia. Và bên này sẽ là những cái quán cà phê hình tròn, cảnh view bờ sông cho các bạn. Những năm mà mùa lũ ấy, thì lũ có thể lên đến tận đây nhé, đến tít kìa. Ôi, chào các bạn, điểm thứ hai mình muốn cho các bạn lên cho bạn xem đó là điểm thứ hai, điểm núi Cấm đấy. Trên này, điểm này sẽ view toàn bộ thành phố Hà Giang. Giờ ta cùng lên nhé.
chang chang. Đây, toàn cảnh thành phố Hà Giang bên dưới đây. Lên điểm cao nhất kia thì mới nhìn thấy hết cả thành phố Hà Giang. Trên này chỉ nhìn thấy một nửa thôi. Chiều tối. Chiều tối trời mát thì các bạn lên đây rất là thích hợp. Tại đây trên này gió rất là mát. Còn buổi trưa mình lên vào tầm 2 giờ ấy, thì trời nắng lắm. Không ngoài trên này đâu. Mình xin dừng video tại đây. Các bạn nhớ like, subscribe và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo video mới nhất từ kênh của mình nhé. Chào các bạn.